Rap Việt mùa 2 cuối cùng đã tìm ra top 8 thí sinh xuất sắc nhất tranh tài trong đêm chung kết, trong đó Hoàng Anh Tim Qua Quy là gương mặt được nhận nón vàng từ giám khảo JT. Sau khi LK tuyên bố giải cứu Lil Win, JT là người duy nhất còn lại nón vàng. Khi các thí sinh của vòng bứt phá trở lại sân khấu, Qua Quy xin dành cơ hội đi tiếp cho DJ, Kazik và Jam đều mong JT giành nón vàng cho Obito, trong khi đó Bin muốn xám được góp mặt trong chung kết. Nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay JT. Anh khẳng định bản thân luôn có những quyết định không giống ai, luôn lựa chọn người mà không ai ngờ đến. Chia sẻ về lý do chọn Hoàng Anh đội Qua Quy, JT nói, có một người mang cho JT cái vai mà từ năm ngoái sau khai cứu bạn Tờ Linh tôi đã lấn cấn. Ước gì có hai chiếc nón vàng thì mình có thể cứu thêm một bạn nữa, đó là Lo. Và người mà tôi hướng đến có xuất phát điểm giống Lo, một người đi lên từ khó khăn, rất nội tâm và ít khi cười. Năm nay, tôi sẽ không để phí tài năng như thế nữa. Người được JT lựa chọn là Hoàng Anh. Chủ nhân hit đã lỡ yêu em nhiều lên bậc thang tận tay đội nón vàng và cũng là chiếc vé cuối cùng vào chung kết cho Hoàng Anh. Tuy nhiên, quyết định khác người này của JT lại vấp phải nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng có những gương mặt xứng đáng vào chung kết hơn Hoàng Anh và JT thì đang lãng phí chiếc nón vàng của mình vì quá cảm tính. Dù vậy, JT vẫn quyết tâm bảo vệ ý kiến của mình về việc lựa chọn Hoàng Anh. Anh cho rằng nếu mọi người cứ xét nét như vậy thì các bạn newbie đến bao giờ mới dám đi thi nữa. Trước đó, Hoàng Anh đã có tiết mục gây ấn tượng với chủ đề 24 giờ. Nam rapper chia sẻ bản thân sẽ có nhiều thay đổi ở vòng 3, khác với các hình ảnh trên sân khấu hai vòng trước đó. Bài dự thi của Hoàng Anh có tên Dân Chơi với ca từ mới lạ và cá tính hơn so với những gì anh từng thể hiện ở các vòng ngoài. Bài hát này của em nói lên được sự nghịch ngợm nhất định và em hoàn toàn thay đổi khái niệm dân chơi đối với mọi người, Kazik nhận xét về Hoàng Anh. Jam lại tiết lộ bản thân đã trở thành fan của Hoàng Anh từ vòng đầu tiên, anh thích những thông điệp được truyền tải qua các bài thi của thí sinh đội Qua Quy. Jam cho rằng Hoàng Anh luôn có màn thể hiện hay và độc đáo, lâu không có quá nhiều biến đổi nhưng rất hiệu quả. Huấn luyện viên Bin nhận xét, anh thích sự đơn giản của em ở lần này, nó càng làm cho những gì em nói hiệu quả hơn. Tuy nhiên, người chiến thắng bảng E là D-Lo, đây cũng là điều đã được khán giả dự đoán từ trước. Với kết quả trên, Trấn Thành một lần nữa phá luật chơi, xin đặc cách cho S.A. Milo, Hoàng Anh và BOTT Freetime ngay trên sân khấu để thuyết phục ban giám khảo trao cho họ cơ hội đi tiếp. Đây là điều chưa từng xuất hiện trong các bảng đấu trước đó. Và với phần thể hiện bản rap dân chơi cũng như màn rap Freetime trên, Hoàng Anh đã tạo ấn tượng với JT giành chiếc vé cuối cùng để góp mặt trong đêm chung kết. Kết thúc tập 14, các huấn luyện viên và ban giám khảo đã chọn ra 8 gương mặt xuất hiện tại chung kết rap Việt mùa 2. Đó là BY, V-Show, Lil Win đến từ Team Jam, Lekka và Hoàng Anh của Team Qua Quy, Kelly Team Bin và cuối cùng là D-Lo, Si trên Team Kazik. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu thấy hay và hấp dẫn hãy để lại bình luận động viên, bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất của kênh. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe cũng như luôn thực hiện tốt thông điệp 5K để bảo vệ bản thân cũng như mọi người xung quanh nhé.